thôi. Mục đích chính của bố cháu nhá là đến để kiểu như là lấy lòng mọi người vì sợ cháu bị bắt nạt ý. Nhưng mà thật ra nhá, cháu mới là người đi bắt nạt mọi người ý. Đồ đấy chính xác là để làm lành thì đúng hơn. Nhìn nước ở mắt, qua lại với người bằng tuổi bố mình. Lâu đâu là bố thật thì sao ạ? Bố nó chết lâu rồi. Thế à? Wow. Thôi, cháu xin nhá. Cháu lên luôn đây. Bác đi về đi. Thế bye bye nhá. Dạ. Này, nhớ phải ăn hết nhá. Vâng ạ. Ừ. Có chuyện ly kỳ để xem rồi mẹ ơi. Để con. Bác ạ. Này, gì đấy? Nhớ tôi không? Không. Ủa gì? Này con mày, mày nghĩ là ăn hơn con kia. Con. Bây giờ ấy, mau mang đồ ăn lên cho thằng Long. Đồ ăn mà nguội là mất ngon đấy. Dạ. Con nắng đâu? Con cất ô đi cho khỏi mỏi tay. Thôi cứ kệ con, miễn đẹp là được mẹ ạ. Hoa đẹp không mẹ? Vào trong rồi, cất ô đi con. Mời vào. Long. Mẹ. Bố đi tiếp đối tác đúng không? Vào đây con. Vào đây. Anh cũng thế thôi, dễ gần lắm. Nào, vào đây. Mẹ với Kỳ Duyên mang đồ ăn đến ăn trưa cùng với con. Con dọn cái này đi, cho em nó bày đồ ăn. Không được đâu. Phòng làm việc con ăn uống cái gì? Con cứ lo vớ vẩn. Công ty là của gia đình. Nguyên tắc là do mình đặt ra chứ đâu. Dạ đúng đó anh. Đúng cái gì? Con phải làm việc nữa. Mẹ mang đồ ăn về đi. Con nói giống hệt bố con. Mình là ông chủ, mình đi kiếm việc về cho nhân viên làm. Chứ vậy đến giờ ăn thì mình lại phải đi làm. Mẹ nói thế có đúng không? Dạ mẹ nói đúng. Mà không cần phải chỉnh câu nào luôn. Anh cũng không có sai. Nhưng mà trời đánh còn tránh bữa ăn thì tới giờ ăn rồi tại sao phải lăn tăn đúng không mẹ? Này, cầm nhá. Cất đi. Cất. Long. Dọn ra hay là cất hả mẹ? Cất. Bày ra. Mẹ buồn cười nhỉ. Ra ăn đi con. Đùa. Mẹ phức tạp thế nhỉ? Khóc, khóc, nào khóc. Khóc nhiều mắt xinh. Thôi được rồi, thế thì ăn đi nhá. Ngồi xuống. Mẹ, lần đầu tiên con được ăn với chồng tương lai, với mẹ chồng tương lai đó mẹ. Mời vào. Tôi xin phép. Này, tài liệu à? Xong rồi à? Mang đây xem à? Mang đây. Đi, sao vào cô làm việc? Long, đứng lại không đi đâu hết. Cô kia, trong giờ hành chính làm không xong việc, đến giờ ăn lại hành xếp là sao? Mẹ, công việc con mà. Con quay lại đi, ngồi ăn đi cho xong. Mẹ, đi. Long. Chị Nam, thôi sẵn tiện, chị ăn trưa chung với gia đình em luôn. Thôi cảm ơn cô, tôi có đồ ăn của tôi rồi, cô ăn đi. À, có phải là cái hộp màu xanh lá cây mà cái chú già đưa đẩy với chị lúc nãy đúng không? Trời, trông cũng xứng đôi đó. Dạo này có trào lưu trâu già thích gặm cỏ non. Này, cô nói cô có hiểu gì không? Làm nhà làm nhà. Bánh bèo vô dụng. Bỏ ra. Tôi tưởng thế với cô vậy mà cô còn kính chuyện à? Bỏ ra. Mẹ. Con có sao không? Mẹ ơi. Cô giả vờ đúng không? Cô cố tình phải không? Cháu có đẩy đâu. Mẹ coi cô làm loạn chưa đủ hả? Tất cả tại mẹ cố tình đẩy. Đi. Kỳ Duyên, con có sao không? Ngồi lên đây nào. Thế đã nhá. Ngồi lên đây, ngồi lên đây. Đau lắm hả? Ôi khổ thân con. Cái gì thế này? Mình à? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, không được mang đồ ăn đến công ty kia mà.
Dọn đi.